Nhiều tay đua nhập viện sau sự cố đổ đèo Le. Tay đua đang dự áo trắng Võ Thanh An Nhiều Khả sẽ không tiếp tục hành trình cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020 sau khi anh và khoảng 10 tay đua gặp sự cố ở chặng thi đấu thứ 6. Ở hành trình dài 132 km xuất phát từ thành phố Đà Nẵng tiến về Tam Kỳ, Quảng Nam, sau khi vượt đỉnh đèo Le, sự cố không may đã xảy ra với hơn 10 vận động viên VDV lúc đổ đèo. Trong số này có tay đua đang giữ chiếc áo trắng Võ Thanh An, ứng viên cạnh tranh áo xanh Lê Nguyệt Minh, áo vàng Cúp truyền hình 2013 Trần Thanh Điền. Một số vận động viên bị thương nhẹ tiếp tục cuộc hành trình trong khi số tay đua còn lại được xe cứu thương của đoàn đưa thẳng đến bệnh viện kiểm tra y tế. Theo chia sẻ của huấn luyện viên đội Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Thành Đạt, các học trò của ông và các tay đua của 620 châu thới Vĩnh Long là những người gặp tai nạn nặng nhất. Trong số này, tay đua 20 tuổi Võ Thanh An gãy ngón tay số 4, Nguyễn Minh Thiện, Phan Thanh Tấn Tài chấn thương xương vùng ngực. Trường hợp của Nguyễn Huỳnh Ngọc Long, Milimet Mega Market bị gãy hai xương cổ tay trong khi tay đua Trần Thanh Điền chấn thương nặng ở cổ chân, bỏ ngỏ khả năng thi đấu những chặng tiếp theo. Trước đó tại cuộc chiến trên đỉnh đèo Le, tay đua người Tây Ban Nha Javier Sadaverez, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 vua leo núi khi đánh bại ba đối thủ Bikeline Đồng Nai, củng cố vững chắc ngôi đầu giải thưởng áo chấm đỏ. Tại cuộc chiến ở mức đến thành phố Tam Kỳ, Nguyễn Tấn Hoài, Dược Domesco Đồng Tháp xuất sắc tung những cuồng chân mạnh mẽ vượt qua Nguyễn Trường Tài, Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Lê Minh Tuấn, Bikeline Đồng Nai giành chiến thắng chặng sau 3:01:13. Với thành tích này, tay đua đất Sen Hồng Nguyễn Tấn Hoài gia tăng khoảng cách thời gian giải áo vàng với Nguyễn Trường Tài lên 24 giây, đồng thời bảo vệ ngôi vị số 1 ở giải thưởng áo xanh. Do không hoàn thành chặng đua, Võ Thanh An ngậm ngùi trao giải thưởng áo trắng cho Nguyễn Hướng, Bikeline Đồng Nai. Trên bảng tổng sắp đồng đội, đấu tranh về thời gian đã được hai đội dẫn đầu Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Bikeline Đồng Nai so với Dược Domesco Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra 11 giây đồng hồ. Sáng ngày 25 tháng 5, các tay đua thi đấu chặng 7 cự ly 50 km vòng quanh thành phố Tam Kỳ.